Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 5. Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những ý kiến góp ý luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trung Quốc triển khai các dự án nhằm tăng tỷ lệ sen. Thưa quý vị, sáng qua, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam có buổi làm việc với Huyện ủy Tây Giang về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Đại tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bling Mi cho biết, qua giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ 20 đã có 6 chỉ tiêu đạt trên 90%, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tỷ lệ các công trình thủy lợi được sửa chữa, nâng cấp đạt 106%, cải tạo diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở vùi lấp do thiên tai và tổ chức khai khoang diện tích sản xuất mới 162%, diện tích trồng mới cây dược liệu hơn 100% kế hoạch, tỷ lệ thu ngân sách tăng 397% so với nghị quyết. Hàng năm bình quân hộ nghèo giảm hơn 5%, tỷ lệ hộ nghèo còn 58%, hỗ trợ xóa 595 nhà tạm. Toàn huyện đã kết nạp 256 đảng viên mới, đạt 73%. Hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 92%, tỷ lệ cán bộ đảng viên, công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 92%. Qua nửa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện Tây Giang còn bộc lộ một số hạn chế, đó là chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đất đai, cơ chế hưởng lợi giữa người dân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Nam Giang. Các xã Nông, Lăng, A Tiên tuy đạt chuẩn nông thôn mới nhưng không giữ vững một số tiêu chí đã đạt. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang ghi nhận các ý kiến góp ý của Thường trực Tỉnh ủy, của các ngành chức năng, đồng thời cũng mạnh dạn đề xuất những kiến nghị trọng tâm nhằm tạo thuận lợi để Huyện ủy Tây Giang thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong nửa nhiệm kỳ đến, Huyện ủy Tây Giang phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa và kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm sai sót. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang tập trung rà soát lại các tiêu chí, đánh giá lại mức độ đạt được, các nguyên nhân và các biện pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Thị Bảo Trinh đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nhấn mạnh, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để quản lý thị trường bất động sản, hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch. Ngoài ra, nâng cao trách nhiệm năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm chủ đầu tư, dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ, môi giới bất động sản, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý giao dịch bất động sản, thị trường bất động sản. Góp ý luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đề nghị sửa đổi điều 1, phạm vi điều chỉnh theo hướng đảm bảo tính tổng thể chiến lược lâu dài, tránh hợp thức hóa những vi phạm, vấn đề phát sinh của thực tiễn mang tính sự vụ, hiện tượng. Đối với điều 57, các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản, các đại biểu đề nghị thay đổi theo hướng người dân được tự do thực hiện mua bán bất động sản, miễn sao đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại điều 27, bảo lãnh trong bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai, các đại biểu đề nghị nên bỏ điều này vì đã trùng lắp với một số điều luật khác của các luật khác có liên quan. Các kiến nghị, ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ và trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Sáng qua, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công an cơ sở thực hiện đề án 06, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các xã phường thị trấn cùng với các lực lượng khác đã không ngừng đổi mới, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đề án, dự án của Chính phủ, Bộ Công an về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân và đề án 06. Thể hiện rõ nét qua chiến dịch cấp căn cước công dân năm 2021 và cao điểm 90 ngày đêm năm 2022. Cùng với việc triển khai thực hiện thường xuyên liên tục các nhiệm vụ công tác về làm sạch dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống. Với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng công an các địa phương có số lượng công dân chưa được cấp căn cước công dân nhiều như Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Hội An, Điện Bàn nhằm giúp các địa phương này hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử theo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an giao. Tại buổi lễ, Công an tỉnh công bố quyết định trưng dụng 30 cán bộ chiến sĩ là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh và huy động các bộ máy lăn tay của Công an để tăng cường cho các địa phương nói trên. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh cũng sẽ lập tổ công tác lưu động hỗ trợ các địa phương thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Chiều qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh, trưởng đoàn giám sát chuyên đề về kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh, theo Nghị quyết số 11 ngày 3 tháng 10 năm 2019 và Nghị quyết số 15 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc. Bí thư huyện ủy Đại Lộc Nguyễn Hảo và đại diện các sở ngành liên quan tham gia buổi làm việc. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, từ năm 2019 đến năm 2022, trên địa bàn huyện Đại Lộc có 1.929 ngôi nhà cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, trong đó có 418 trường hợp xây mới và 1.511 trường hợp sửa chữa. Đến nay, Đại Lộc đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.325 nhà với tổng kinh phí hơn 32,3 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện thì có 43 nhà xây mới và 9 nhà sửa chữa không thực hiện vì lý do một số gia đình không đủ kinh phí thực hiện, một số gia đình không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, một số người có công đã chết và một số chuyển đến nơi khác cư trú. Các xã thị trấn có văn bản đề nghị 21 nhà chuyển đổi từ hỗ trợ xây mới sang hỗ trợ sửa chữa và 16 nhà từ hỗ trợ sửa chữa sang hỗ trợ xây mới. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Đại Lộc. Từ những kiến nghị đề xuất của địa phương và các sở ngành liên quan, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục có những quyết sách hỗ trợ nhà ở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người có công với cách mạng. Đoàn công tác Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh hôm qua có chuyến kiểm tra giám sát làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 và 5 tháng đầu năm nay. Năm 2022, Tây Giang được phân bổ bố trí vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 70 tỷ đồng, thực hiện 28 chương trình tại 10 trên 10 xã, đã thực hiện giải ngân 16,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,80%. Kinh phí chưa thực hiện giải ngân chuyển tiếp năm 2023. Thực hiện chính sách giảm nghèo, huyện giải ngân với số tiền 52,5 tỷ đồng vốn vay tín dụng cho 1.179 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, hỗ trợ tiền điện. Riêng trong 5 tháng đầu năm nay, Tây Giang đã triển khai 7 dự án, tiểu dự án. Tại buổi làm việc, các ngành địa phương kiến nghị những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai dẫn đến tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Trong đó, quy trình thủ tục chưa có văn bản hướng dẫn về định mức chi hỗ trợ thực hiện các nội dung của dự án 2, 3, 4. Nguồn vốn đối ngân sách huyện cho chương trình mục tiêu hạn chế, mức sống người dân thấp, khả năng huy động nguồn lực từ cơ sở gặp khó khăn. Đoàn công tác Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thời gian qua. Đề nghị địa phương tiếp tục bám sát các nội dung hướng dẫn, triển khai từng hợp phần, dự án đạt tiến độ và giải ngân theo đúng kế hoạch.
Sáng qua, huyện ủy Hiệp Đức tổ chức diễn đàn đảng viên với ban chấp hành đảng bộ huyện, thu hút gần 180 đảng viên, 41 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện tham gia. Tại diễn đàn đã có 8 lượt ý kiến của đảng viên liên quan đến các vấn đề của đời sống xã hội. Nhiều đảng viên bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của huyện, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Thị trấn Tân Bình được đầu tư xây dựng theo hướng đô thị loại 5, đời sống của người dân ngày một nâng lên. Đảng viên các xã Bình Sơn, Sông Trà, Hiệp Hòa, thị trấn Tân Bình đề nghị huyện quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa một số tuyến giao thông, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân. Đảng viên thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm đề nghị huyện quan tâm đầu tư 2 tiêu chí giao thông và nhà sinh hoạt văn hóa để thôn đạt thôn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Đảng viên xã Hiệp Hòa đề nghị huyện làm rõ cho nhân dân biết vì sao trên một con đường có nơi thì được đền bù, còn có nơi thì không. Đảng viên thị trấn Tân Bình đề nghị huyện có phương án mở rộng diện tích đầu tư xây mới trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của học sinh. Nhiều đảng viên còn đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình như nhà văn hóa xã Sông Trà, cầu Ồ Ồ, hỗ trợ phương tiện ghe thuyền giúp người dân sống ven sông, phòng chống bão lũ. Các ý kiến phản ánh của đảng viên đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chuyên môn giải thích hướng dẫn, phúc đáp ngay tại diễn đàn. Sáng cùng ngày, Ủy ban dân thành phố Hội An tổ chức gặp gỡ những chủ thể ô cốp tiềm năng tại địa phương và trên địa bàn tỉnh, các công ty du lịch và các đơn vị liên quan để kết nối sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu phục vụ du lịch. Qua sự kiện này, các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và chủ thể ô cốp trao đổi, tìm hướng phát triển và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách du lịch. Từ năm 2018 đến nay, Hội An có 18 sản phẩm ô cốp được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt 3 sao đến 4 sao, trong đó có một sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ. Hiện nay Quảng Nam có 275 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 58 sản phẩm 4 sao và một sản phẩm tiềm năng 5 sao. Các đại biểu tham dự hội nghị nhìn nhận, sản phẩm ô cốp rất phong phú đa dạng, trong khi đó Hội An là thị trường rất rộng mở, có nhiều tiềm năng để mở đầu ra cho sản phẩm ô cốp, đặc biệt là du lịch đang phục hồi mạnh mẽ. Các đơn vị hoạt động du lịch mong muốn sản phẩm ô cốp phải mang câu chuyện văn hóa, giá trị sản phẩm phải đi đôi với thông điệp từng sản phẩm để gây sự chú ý nhiều hơn của du khách. Thông qua hội nghị, thành phố du lịch Hội An mong muốn giữa nhà sản xuất, cung ứng với phía doanh nghiệp du lịch có nhiều sự tương tác để hai bên tìm ra điểm nhìn chung, từ đó xúc tiến, thúc đẩy gắn kết sự phát triển của sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu địa phương với thị trường du lịch. Thưa quý vị, chương trình Hóa đơn may mắn kỳ 3 quý 1 năm 2023 được Cục Thuế tỉnh chọn ngẫu nhiên vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, tổ chức công bố kết quả trên website của Cục Thuế và các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức xác minh tính hợp pháp của các hóa đơn trúng thưởng. Sáng qua, Cục Thuế đã tổ chức trả thưởng. Chương trình Hóa đơn may mắn khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần khuyến khích các hộ cá nhân khi mua hàng hóa cần phải lấy hóa đơn, trước hết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người mua hàng, đồng thời góp sức cùng nhà nước để chống thất thu thuế, qua đó hình thành thói quen tiêu dùng văn minh là mua hàng hóa, lấy hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Kỳ trao thưởng thứ 3 dành cho những hóa đơn khởi tạo trong quý 1 năm 2023 với 19 cá nhân hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng trong chương trình quay số ngẫu nhiên đã được trao thưởng với tổng giá trị giải thưởng 80 triệu đồng. Hộ kinh doanh Châu Ngọc Phương ở tổ 3 thôn Thạch Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành may mắn trúng giải nhất của chương trình trị giá 20 triệu đồng đã được Cục Thuế trao thưởng, cùng với 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 5 giải ba, mỗi giải 4 triệu đồng. Cùng 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng đã được trao cho 18 cá nhân hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 2023 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Theo đó, quy hoạch điện 8, quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Quy hoạch điện 8 cũng đã xác định các phương án phát triển nguồn điện, phương án phát triển lưới điện, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực, định hướng phát triển điện nông thôn, định hướng phát triển sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo và nhu cầu vốn đầu tư.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu các sở quản lý du lịch chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn. Từ tháng 6 đến tháng 10 tới, Tổng cục Du lịch phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở quản lý du lịch kiểm tra, giám sát một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch. Theo đó, việc kiểm tra sẽ tiến hành cả 3 miền, miền Bắc gồm Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, miền Nam gồm Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang. Cụ thể, đơn vị chức năng sẽ kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao ở một số địa bàn trọng điểm du lịch trong cả nước, xử lý nghiêm cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trong khi lượng tin nhắn rác có dấu hiệu giảm thì cuộc gọi rác vẫn tiếp tục hoành hành, gây phiền phức cho khách hàng. Đáng chú ý, các cuộc gọi rác đã biến tướng thành nhiều hình thức lừa đảo mới, lan truyền thông tin nhảm, gây hoang mang dư luận xã hội. Điều đó đòi hỏi cơ quan quản lý doanh nghiệp viễn thông phải tiếp tục mạnh tay ngăn chặn tình trạng này. Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, công nghệ để chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 243 triệu tin nhắn rác, gần 100.000 thuê bao có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có lừa đảo bị các nhà mạng ngăn chặn. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng chuẩn hóa thông tin thuê bao, đảm bảo trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính chung, sau một tháng triển khai, có khoảng 165.000 thuê bao bị khóa 2 chiều. Trước dự báo nắng nóng gay gắt quay trở lại vào những ngày tới, đặc biệt là miền Bắc sẽ tiếp diễn kiểu thời tiết đan xen giữa đợt nắng nóng bất thường, ngành chăn nuôi có nguy cơ bị thiệt hại lớn nếu không có phương án ứng phó hiệu quả. Thực tế, đợt nắng đầu tiên vừa qua, dù chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng đã có thủy sản và gia cầm bị thiệt hại nặng nề. Ngay cả những ngày này, khi nắng nóng gay gắt chưa quay lại, nhưng nhiều trại gia cầm đã đối mặt với thiếu nước uống cho chăn nuôi. Mới bước vào đầu mùa hè, những hộ chăn nuôi gà ở xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội đã bị thiếu nước nghiêm trọng. Đây là bình nước dự trữ cho hơn 13.000 con gà của gia đình bà Thịnh. Không có mưa, giếng cạn, bà Thịnh phải đi xin tạm nước hàng xóm để tích trữ vào bình này. Giếng cạn hết đây, đang bảo thuê người đến đào thêm 1-2 mét, không biết có được không. Mua cũng khó, mua bây giờ nó cứ nhiều nhà mua quá, nó không đủ nước nó chạy. À, một nhà nó đi bán nước thôi, nhưng mà nó bảo là năm nay nhiều người quá, nó không xuể. Thế là phải đi xin tạm của nhà bá bên cạnh này. Còn đây là trại gà 40.000 con của ông Quyền ở xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội. Do chăn nuôi quy mô công nghiệp nên trại này được đầu tư chống nóng khá bài bản. Nguồn nước cho gà uống không thiếu và còn cả hệ thống làm mát chuồng trại. Phải có một ao dự trữ nước sạch. Sau đó là chúng tôi làm tốt cái hệ thống phun mái ở trên mái tôn để làm cho cái mái tôn nó mát và nó dịu nhiệt độ. Cái thứ ba, như chị nhìn thấy là chúng tôi làm cái hệ thống gian mát để tưới nước và hút nước vào cho gà. Tuy vậy, đợt nắng nóng đầu tiên vừa qua, dù nền nhiệt cao chỉ duy trì trong 2 ngày, nhưng cả gia trại bà Thịnh và trang trại của ông Quyền đều bị tác động và có thiệt hại. Nó nóng xong là hết, xong là ngủ dậy cái bật nước hết sạch nước đấy. Xong là đi quay ra đi xin đi chỗ lọ chỗ kia chạy mắc được nước sang này, gà chết mất vài chục con. Ở dưới nhà kia thì có nước nhưng mà đêm hôm đấy nắng quá vẫn bị chết. Cái đợt nóng vừa rồi là nó là đợt nắng đầu nên là nó có ảnh hưởng rất lớn đến gà. Ví dụ những ngày đó là gà ăn rất ít, uống rất nhiều nước và trứng đẻ thì tụt trứng, quả trứng thì nó bé đi. Cả xã Cấn Hữu có tổng đàn gia cầm khoảng 700.000 con, có những trang trại lớn đến 50.000 con. Năm 2018, đã từng xảy ra sự cố mất điện trong nắng nóng, khiến hơn 10.000 con gà bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng. Trước cái tình hình thời tiết rất cực đoan, nắng nóng có thể khắc thường, nhiệt độ có thể cao, trực tiếp để ảnh hưởng đến chăn nuôi. Thì đối với xã thì chúng tôi cũng có nhiều cái biện pháp chống nóng cho đàn gia cầm trên địa bàn. Thứ hai nữa là cũng phối hợp và có cái văn bản phối hợp với ngành điện, thường xuyên túc trực, xử lý tình huống nóng trường hợp nếu như là yếu điện. Trong khi đó, các phân tích dự báo cho thấy nắng nóng bất thường có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới, đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 7, nền nhiệt sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Chúng tôi đã thực hiện cái việc là tính toán chi tiết hóa cho Việt Nam bằng các cái mô hình khu vực, thì cũng thấy cái sự
cái xác suất mà gia tăng cái nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm ở các cái tháng giai đoạn từ tháng 5 cho đến tháng 7. Và cùng theo đó là những cái nền nhiệt trung bình cao hơn này, rồi cái xác suất mà có những cái ngày số ngày nắng nóng nhiều hơn sẽ diễn ra ở cái khu vực miền Nam, tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nắng nóng bất thường không chỉ tác động đến chăn nuôi gia cầm, mà từ đầu năm đến nay, hàng trăm hecta nuôi thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị thiệt hại do nắng nóng. Thưa quý vị, chiều tối ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức khai trương phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ tại tuyến đường Phan Châu Trinh. Đây là cơ sở để chính quyền Hội An đảm bảo trật tự, chấn chỉnh môi trường mỹ quan đô thị, tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghệ thuật, tăng thêm các tiện ích công cộng cho bà con nhân dân và du khách. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Thời gian hoạt động phố đi bộ Phan Châu Trinh bắt đầu từ 17:30 đến 21:30 mùa hè và đến 21:00 mùa đông tất cả các ngày trong tuần. Khi thí điểm giai đoạn 1, phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ nhận được sự ủng hộ của người dân, du khách, góp phần giảm áp lực cho khu phố cổ. Thì Phan Châu Trinh nó cũng nằm trên cái trục đường, rồi là cũng gần như là chính để đi vào phố cổ. Thì cũng có rất là nhiều cái điểm gọi là nằm trong cái di sản văn hóa thế giới, ví dụ như nhà Tục Trân chẳng hạn, và cũng có rất là nhiều cái khu phố dành cho các cái nhà hàng, đặc biệt là bên vấn đề ẩm thực. Thì hôm nay rộng hơn một chút để tạo điều kiện tốt cho khách du lịch tham quan thoải mái hơn. Thì em thấy một điều rất là hay. Song song với việc mở rộng không gian phố đi bộ, thành phố Hội An sẽ đưa vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghệ thuật để phục vụ nhân dân và du khách. Đồng thời thành phố cũng bố trí các điểm giữ xe không thu phí cho người dân sinh sống trong khu vực, các điểm giữ xe cho du khách, các điểm trung chuyển xe du lịch và kiện toàn hệ thống nhà vệ sinh công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Công tác chuẩn bị và khai trương đi vào hoạt động của cái phố đi bộ Phan Châu Trinh thì cái mà được trước hết á, là theo chúng tôi là nó góp phần nó giảm tải cho khu phố cổ về mọi phương diện, về mật độ dân số, mật độ du khách, về lưu lượng xe cộ, là chúng ta tăng thêm một số cái sản phẩm, là bổ sung thêm một số cái hoạt động đó mà Hội An có đủ điều kiện. Chúng tôi mong muốn là sắp xếp lại cái tuyến Phan Châu Trinh một cách nó bài bản hơn để là tạo cơ hội cho người dân có thêm một số cái sinh kế nó phù hợp. Theo chính quyền Hội An, cùng với việc mở rộng không gian, nhiều điểm di tích cũng được đưa vào tuyến tham quan phục vụ du khách. Hiện nay các chương trình đêm phố cổ và phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ đã làm cho khu phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới càng thêm lung linh, sống động, hấp dẫn và quyến rũ. Đây là những sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo, rất đặc trưng của Hội An để khách du lịch trải nghiệm. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang sụt giảm, Trung Quốc sẽ khởi động các dự án thí điểm tại hàng chục thành phố trên cả nước để tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh con thời đại mới, qua đó tạo môi trường sinh con và nuôi dạy con thân thiện. Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc thông báo, trọng tâm của các dự án là khuyến khích lập gia đình, sinh con ở độ tuổi phù hợp, khuyến khích cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái và hạn chế việc đòi sính lễ cao cùng một số hủ tục lạc hậu khác. Dự án này sẽ được triển khai tại hơn 20 thành phố, trong đó có thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông và Hàm Đăng ở tỉnh Hà Bắc. Đây là động thái mới nhất của chính phủ Trung Quốc để thúc đẩy tỷ lệ sinh vốn đang sụt giảm của nước này. Hiện một số địa phương cũng đang triển khai một loạt biện pháp khuyến khích người dân sinh con, trong đó có ưu đãi thuế, trợ cấp nhà ở và miễn hoặc hỗ trợ học phí cho gia đình sinh con thứ ba. Nền kinh tế Argentina vẫn tiếp tục chìm sâu trong khó khăn do lạm phát quá cao, buộc Bộ Kinh tế nước này phải cho phép Ngân hàng Trung ương can thiệp sâu hơn vào thị trường vốn tín dụng và điều chỉnh mạnh lãi suất cơ bản lên sát mốc 97%, mức cao nhất trong 20 năm qua ở quốc gia Nam Mỹ này. Bước đi trên được tiến hành trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Argentina trong tháng 4 vừa qua tiếp tục tăng 8,4% theo tháng và gần 109% theo năm, mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ. Theo các chuyên gia kinh tế tại nước này, lạm phát tại nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin này có thể lên tới 126,4% trong năm nay. Trước tình hình đó, chính phủ Argentina đã phải đưa ra một loạt giải pháp. Ngoài việc tăng mạnh lãi suất cơ bản,
Argentina cũng sẽ thành lập cơ quan chuyên trách cho thị trường trung tâm, đơn vị có quyền cấp phép nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm miễn thuế để làm giảm áp lực đối với nguồn cung trong nước. Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Trung thông báo các chuyên gia của cơ quan này đã phát hiện xác tàu vận tải Playstar bị chìm từ cách đây 50 năm, qua đó mở ra cơ hội tìm hiểu nguyên nhân xảy ra một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất Australia. Các chuyên gia đã phát hiện xác một con tàu trong tình trạng còn nguyên vẹn và nằm theo phương thẳng đứng ở độ sâu khoảng 150 mét. Hình ảnh so sánh với những bức ảnh chụp trước đó của tàu Playstar cho thấy nhiều điểm trùng khớp, trong đó bao gồm cả từ Star, tức là ngôi sao, được viết trên mũi tàu. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng phát hiện này có thể giúp cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến tàu Playstar bị chìm. Tàu vận tải biển Playstar dài 44 mét đã bất ngờ bị lật úp ngoài khơi bờ biển phía tây nam, bang Tasmania, vào ngày 13 tháng 10 năm 1973, khiến 3 người thiệt mạng. Một nghệ nhân làm bánh ở Ấn Độ đã được sách kỷ lục thế giới ghi nhận vì đã tạo ra chiếc bánh lớn nhất theo kết cấu một cung điện Ấn Độ. Đây là chiếc bánh cung điện lớn nhất thế giới. Có một niềm đam mê với những chiếc bánh kem thơm ngon, cô Prachi là một nghệ nhân bánh ngọt rất nổi tiếng tại Ấn Độ. Cô đã làm rất nhiều tác phẩm độc đáo và giữ nhiều kỷ lục. Chiếc bánh cung điện mới đây đã phá vỡ 9 kỷ lục trước đó của cô Prachi khi nặng tới 200 kg. Cấu trúc bánh tạo nên mô hình quần thể cung điện đặc trưng của Ấn Độ. Không đơn thuần là chiếc bánh kem mà đây còn là một tác phẩm hùng vĩ và tôn vinh kiến trúc của Ấn Độ. Trước đó, cô Prachi cũng đã lập kỷ lục thế giới khi làm ra chiếc bánh thuần chay lớn nhất hình nhà thờ lớn Milan của Italy. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 94%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 66 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 56 đến 94%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 55 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brau, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 97%, gió nhẹ.